Bật tính năng cửa sổ nổ trên máy Oppo A71 ha. Bạn như một cài đặt. Rồi. Các bạn chọn mục bảo mật. Nó có phần là trình quản lý cửa sổ nổ này. Đây là các ứng dụng cho phép. Ví dụ để đơn giản nhất thì mình sẽ sử dụng cái ứng dụng Mobilin này. Rồi. Đó, các bạn thấy một cái cửa sổ cho nổi không? Mình vô đây mình chọn lại nha. Rồi các bạn cần tắt nó đi, bật tắt nó mất đi ha. Đó, để vào đây dễ mất đi, bật lên. Tương tự với các ứng dụng còn lại cũng vậy ha. Những ứng dụng Zalo, Facebook này thì nó sẽ có hay không á là khi nào mà nó hiện lên á là nó chỉ có tin nhắn thôi. Rồi, vậy là mình thao tác thành công như chế độ cửa sổ nổ trên Oppo A71.